thì em sẽ quay chú trọng đến những phần chi tiết của chiếc E240 để cho các bác có thể nhìn thấy được. Điều đầu tiên là chúng ta có thể nhìn thấy được bản nề của chiếc Mercedes E240 này. Hoàn toàn là chưa ra bất cứ một lần nào. Gần như là đối với tất cả những dòng Mercedes thì bản nề thì là một cái mà gần như bọn em sẽ không quay đến, bởi vì rất là hiếm những con xe mà phải ra bản nề trừ khi là bị tai nạn hoặc đâm đụng. Các bác nhìn thấy được phần trên này của nó thì nó không có gì cả Mercedes. Các bác nhìn thấy được là nó hoàn toàn chống nước bằng một cái gioăng này. Mỗi khi mà chúng ta đóng lại này, như các bác thấy, đóng lại hoàn toàn bằng chắn một cái gioăng này, nhìn rất là kín. Và nước không thể nào mà vào được bên trong. Và chính vì vậy là nó có một cái bộ gioăng này. Các bác nhìn thấy, một bộ gioăng này nó sẽ ốp vào đây. Đấy. Và cộng thêm một bộ nỉ này nữa. Và cái bộ nỉ này nó có thiết kế ra, nó đã bản chất của cái sợi tơ của cái nỉ này nó đã chống ồn. Và cái cửa của Mercedes các bác thấy được là khi mà các bác cầm vào cánh cửa của Mercedes mà các bác đóng mở thì sẽ có một cảm giác khác rất nhiều so với những chiếc xe mà dân. Chỉ có dòng xe Đức thì chúng ta mới mang lại cho chúng ta những cái cảm giác đóng nó chắc chắn như thế này thôi. Đấy. Về phần cánh cửa thì sắt xi của Mercedes thì chắc chắn chúng ta sẽ miễn bản. Thứ nhất là chúng ta hãy nhìn về phần keo chỉ của xe. Là hoàn toàn zin 100%. Đấy. Và tôn của nó thì chắc chúng ta sẽ cần miễn bản. Chúng ta sẽ miễn bản đi. Hộp sàn bao bu lê đây, các bác nhìn phần gầm nhá. Xe hoàn toàn bằng sử dụng cầu sau. Hộp sàn còn được ốp bằng một cái ốp nhựa này để bảo vệ cái hộp sàn. Các bác nhìn phần gầm, gần như là nguyên bản. Và đây là quay rất là chi tiết cho bác có thể nhìn. Hiện tại xe vẫn chưa rửa gì cho nên là bụi, cái bụi mạc của thóc nó bắn vào nhìn hơi bụi bặm chút. Và nội thất của chiếc xe nó có lò xo bên trong nhé các bác nhé. Các bác nhìn này, các bác nhìn cái độ núm của nó này. Đấy, E240 bên trong này ghế của nó không những chạy đã êm rồi mà bộ nội thất này nó có lò xo nữa cho nên chạy lại càng êm hơn. Và vẫn giữ được nguyên bộ da xịn cả toàn xe nhá. Có hai chỗ này nó bị dạn hơi to thôi. Còn đâu là zin hết. Còn đây là cái núm để chúng ta có thể chỉnh cái bóng đèn và phanh tay. Nó lại đặt ở chỗ này. Và chúng ta muốn mở ra chúng ta phải gạt ra. Đấy. Và đây là ghế, hoàn toàn là ghế chỉnh điện nha các bác. Ghế chỉnh điện chỉ có lưng và hạ kéo lên, kéo cái tựa lưng này. Đây, lên và xuống. Và chúng ta ở phần dưới, phần gầm này chúng ta vẫn phải chỉnh cơ bằng cái này. Chúng ta vẫn chỉnh bằng cái này. Thì đây là cái bên trong là cái motor của nó. Tiếp đến là bản nề đây. Đấy, bản nề của Mercedes thì gần như là zin hết. Và vô lăng của Mercedes là vô lăng tích hợp. Vô lăng 4 chấu. Các bác nhìn còn vô lăng vẫn còn khá đẹp. Và cái cần này là cái cần để chúng ta có thể chỉnh được tốc độ vòng tua. Và phần này đó chính là chúng ta có thể xoay lên, xoay xuống là chúng ta có thể gạt nước mưa. Điều hòa là thì điều hòa tự động nha các bác. Nếu chúng ta muốn tắt, chúng ta phải ấn vào nút này. Đối với Mercedes E, chúng ta ấn vào nút này thì là tắt. Còn đâu chúng ta để nguyên, nó không sáng cái gì cả, thì điều hòa nó sẽ tự động sáng lên, tự động mát. Đây là phần bấm nước, chúng ta để rửa kính. Đây là phần cốp. Cốp của E240 thì trong này nó cũng có hai cái khay để chúng ta có thể đựng nước bên trong. Và chúng ta có thể băng đĩa. Bên trong này thì không có gì. Và các bác hãy cùng trải nghiệm cái âm thanh của con Mercedes này. Đây là hộp số.
Như các bác biết, Mac E240 nó còn có cả chế độ thể thao. Khi các bác gạt cuối cùng này và các bác hất sang bên phải, hất sang bên phải là bắt đầu số tiến, còn bắt đầu hất là số lùi, nó là chế độ thể thao nha các bác. Bốn tổng nâng hạ kính thì hoàn toàn nằm ở bảng trung tâm hộp số, hoàn toàn là bảng trung tâm hộp số cả. Để quay rất kỹ cho các bác. Thức tròn đêm nay để nhớ thương em. Anh quay rất là kỹ nha các bác nhé. Anh nghe tình yêu nhắc nhở. Người ánh mắt, những lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơ rất ngu si. Biết giờ này em có nhớ anh không? Ê, các bác có thể nhìn thấy đằng sau xe này. Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đêm từng một thời gian đến, mong hình người mình. Giá chỉ có 170 triệu đồng. Đừng bao giờ nói chúng ta đi sẽ làm tôi như anh đã thương nhau chưa phải tình nhau. Tròn đêm nay để nhớ thương em. Sẽ dài lạnh cấm cánh vẫn im lìm. Ước gì mình đừng ngăn cách, ước gì nhà mình chung vách, hai đứa mình thức trắng đêm nay. Đấy, các bác thấy là em chỉ bán với mức giá là 170 triệu đồng, chưa bao bất cứ một cái thứ gì cả. Biển Nha Trang. Đây các bác nhìn cái độ phần sơn của xe nó đẹp như thế này đây. Đấy, nó đẹp như thế đấy các bác.
Đây, em quay rất là kỹ nha các bác nhé. Đăng kiểm vào đến tháng 10 2018 nha các bác nhé. Và ngay bây giờ thì em sẽ quay cho các bác nghe cái tiếng máy và xem cái tiếng máy của chiếc xe này. Đấy, các bác thấy không? Cửa giả đóng rất là chắc chắn này. Đấy, sơn xi nó đẹp như thế này này các bác này. Đấy, mấy video đoạn trước em quay rất là sơ sài thì rất là nhiều bác bảo nó quay kỹ lại cho anh. Hôm nay em lại quay kỹ lại một vòng nữa cho anh em chốt đây. Còn thì đây là cái cốp xe của con E240 này nhé các bác nhé. Đây, những cái máng này, cái máng chảy nước này mà các bác nhìn này, gần như nó không thể nào mà mọt được. Đấy, đây keo chỉ của phần cúp đây. Các bác yên tâm, keo chỉ zin 100%. Một con xe mẹc đến từ thương hiệu của Đức này. Cam kết với tất cả mọi người là hoàn toàn là không có đâm đụng và không có lỗi gì. Đây là cái đầu đài của nó, bên trong có thể 9 đĩa. Ở đây bên trong là cái tôn sắt xi của chúng. Đây các bác nhìn thấy được đây. Hoàn toàn là vẫn còn nguyên bản. Và một quả la răng đúc theo xe, vẫn bên trong lốp dự phòng. Và đồng thời là một bộ nỉ với khoang cốp rất là khá là rộng. Đấy. Và bây giờ mời quý vị các bạn hãy cùng tôi vào bên trong. Em sẽ quay cho các bác. Em sẽ quay cho các bác xem cái phần máy của chiếc xe này. Chúng ta hãy để lên nhé. Đây là cả những hệ thống của nó. Và đây là khoang động cơ của con Mét đây các bác. Đây là khoang động cơ của con Mét. Là hắn còn bẩn đấy nhá, con này mà chúng ta có rẻ lau đi thì rất là sạch sẽ đấy, đúng không? Đấy. Máy rất là khô ráo. Ở đây là động cơ, các bác đang nhìn đây là động cơ nó đang hoạt động rất là chuồn chù đây. Và các bác nhìn những cái thanh nối của con Mét này này, nó rất là khô và gần như là đã bảo tại sao máy của Mét rất là bền. Đấy, máy của Mét cực kỳ bền luôn các bác nhé. Và chạy thì chắc chắn là chúng ta sẽ miễn bàn rồi. Đây là cục ABS. Và đây là cái này là để chống chuột các bác nhé. Chống chuột. Nó có mùi. Để chuột nó rất là hãi mùi đấy. Đây cái đáy cắt tê, các bác nhìn cái đáy cắt tê, cái đáy dầu của nó mà nó không bị ẩm thấp vào mỡ đâu này. Đấy. Máy hoạt động rất là tốt nha các bác nhé. Đấy là hôm nay em quay rất là chi tiết cho. Gần như là xe thời điểm hiện tại thì không có hỏng bất cứ một cái gì cả. Đấy. Ở đây còn phần đầu thì các bác nhìn capo đây không có đâm đụng gì nhá. À. Không có đâm đụng gì đâu các bác nhé. Đây dạng bệ đây, dạng chính của nó đây.
em nhìn dàn chính của nó đấy. Máy giờ vẫn chưa đủ nhiệt độ để quạt gió nó quay. Nếu quạt gió nó quay thì nó sẽ ồn hơn một chút so với không quay. Mà hãy sập nó lại. Và một lần nữa thì cảm ơn anh em. Anh em nào đam mê dòng nét dòng xe của Đức mà thích một cái nét nó cổ cổ một chút thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0966668121. Em sẽ trực tiếp nghe máy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những lần sau.